Mến chào cả nhà, quay trở lại nào. Cả nhà ơi, Dạ. quay trở lại hen. Rồi, bây giờ ta tiếp tục cho cái phần mới, tức là phần một phần của que tiếp cuối cùng trước khi ta đang chuyển sang một cái chủ đề lạ hơn một tí nữa. Tất cả nhưng nói chung vẫn đang nằm trong cái mệnh đề select. Vì mệnh đề này là mệnh đề cơ bản nhất và kinh điển nhất để ta lấy data, ta xử lý dữ liệu. Bây giờ ta sẽ đi sang, tôi share màn hình. Các bạn nhìn được màn hình share chưa ạ? Rồi. Bây giờ ta sẽ đi ra một cái toán tử cuối cùng trong kết thúc cái phần basic về select, tức là toán tử so sánh gần đúng. Trong thực tế, có những lúc ta không muốn quay bảng. Tôi hay còn gọi là ta muốn tìm dữ liệu là filter theo kiểu gần đúng nha, nên nó gọi là theo một cái pattern ấy. Thì gần đúng, ví dụ như thường gần đúng trên cái chuỗi, gần đúng trên cái kiểu chuỗi ấy. Đúng bằng thì là so sánh đúng. Đó. Ví dụ như liệt kê ai đó có tên là An, nó sẽ khác với, nó khác cái câu, khác cái câu này liệt kê ai đó tên bắt đầu bằng chữ A. Như vậy chữ An này có nghĩa mình đang tìm đúng người bằng chữ An. Liệt kê ai đó có tên bằng An thì cái này gọi là cái filter kiểu kiểu đúng, tức là tìm đúng cái người là tên là An, chứ bỏ qua họ nhé, mình đang nói là first name. Nó sẽ khác hoàn toàn câu bằng An, bởi vì bằng cái chữ A, vì chữ A này thì có thể là An, có thể là Anh, có thể là Ánh, có thể là Ảnh, có thể là An. Thế thì cái mà cái kiểu này này nó có chỉ một phần thôi, tìm theo kiểu một phần thôi thì nó gọi là cái kiểu tìm gần đúng, tìm theo kiểu pattern, tức là nhìn có một cái hình dạng nào đó là cuối cùng quyết định quật. Đó. Vậy thì với hai cái cách viết này, nếu mà tìm đúng ấy, tìm đúng, ta sẽ dùng toán tử bằng, toán tử số bằng, nó thẳng câu là bằng An, không nói nhiều. Nhưng mà tìm gần đúng, tức là tìm có sự xuất hiện thôi, tìm gần đúng, anh người ta gọi là tìm có sự xuất hiện, tìm có sự xuất hiện, thì ta không thể dùng cái dấu bằng được. Không thể dùng, không dùng bằng, mà phải dùng một cái toán tử gọi là like. Toán tử like, tức là dùng chữ like, giống như, dường như, cũng giống như is not null hay is, tức là nó dùng mà không được cái dùng dấu toán tử lớn bé bằng, vì lớn bé bằng nó sẽ dành cho toán tử so sánh với cái độ chính xác, tức là mày bằng cái đó thì tao chơi với mày, không bằng thôi. Còn đây không, không phải là bằng, mà nên có thấy có xuất hiện là được rồi. Đó. Như vậy chắc chắn nó phải là like. Đó. Gì An, nhưng mà còn phải viết cái gì đó ở đây, hay có viết cái gì đó ở đây không thì từ từ tính. Đó, A lại A chứ, xin lỗi. Đó thì để xài toán tử like, đó, thì để sử dụng cái toán tử like, A cần phải thêm hai thứ trợ giúp. Thứ nhất là cái dấu phần trăm và thứ hai là cái dấu suy bạch. Cái dấu phần trăm và dấu suy bạch. Dấu phần trăm nó đại diện cho một chuỗi bất kỳ nào đó, dấu suy bạch đại diện cho một ký tự nào đó. Đây là hai cái từ mình quan tâm, mình nghe lý thuyết chút xíu bắt đầu mình mới thực hành được. Dấu phần trăm đại diện cho một chuỗi bất kỳ nào đó, còn dấu suy bạch thì đại diện cho ký tự, đúng một ký tự thôi nha, bất kỳ nào đó. Bây giờ mình sẽ vận hành thử và mình hình dung thử nào. Ví dụ như cho một cái ví dụ, mình nhìn cái ví dụ trước đã rồi bắt đầu mình thực hành. Like chữ name đi, like đó. Like có nghĩa là gần giống chữ An.
phần trăm. Khi tôi viết thế này thì có nghĩa là an, anh, ánh, an. Rồi nói chung là cứ có chữ A xuất hiện đầu là ok. Vì phần trăm có nghĩa rằng phần còn lại là gì? Bố éo quan tâm. Một ký tự, không ký tự hay là nhiều. Tao éo quan tâm. Phần trăm nghĩa là vậy. Câu này có nghĩa là bất kỳ ai. Câu này phải dịch tiếng Anh. Dịch tiếng Việt là bất kỳ ai có tên xuất hiện bằng chữ. Phần còn lại không khe. Phần còn lại có hay không nên là bao nhiêu là gì? Không quan tâm. Là gì? Không khe. À, vậy chính cái phần trăm này nó đại diện cho dài và ngắn một đống chuỗi. Well, quan tâm. À, tiếp tục. Như vậy nếu mình nhìn cái vậy, cái tên, name, like, A, nên giả sử A, sweep right. Tôi viết như thế này. Sweep right. Thì điều này mình phải dịch câu là người nào trong tên có hai chữ cái và chữ cái đầu tiên là chữ A, chữ còn lại boy quan tâm. Vì dấu sweep right nó chỉ đại diện cho được duy nhất một ký tự. Như vậy cái này phải hiểu là bất kỳ ai có tên là hai ký tự, trong đó ký tự đầu phải là A. Phải là nên tất nhiên bạn có quyền phối trộn vừa ship gạch vừa tự lừa xí muội cái dấu sao hay gì đó, à dấu 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 phần trăm gì đó cũng 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 tùy của bạn, cái câu hỏi của bạn, nhưng quan trọng nhất bạn phải hiểu rằng là phần trăm nó đại diện cho một cụm này, có thể nó đại diện cho một luôn hay nhiều nó không cần biết, nói chung phần trăm là cứ coi là phần còn lại bố héo quan tâm. Còn dấu sao, à ship gạch chắc chắn chỉ là một ký tự bất kỳ. Bạn chỉ cần nắm được hai cái ví dụ này thì tôi nghĩ rằng bắt đầu bạn có thể linh hoạt trong cách cách viết được rồi. Tất nhiên mọi chữ thì nó cũng chưa hẳn bao giờ là dễ dàng, nhưng mà cái logic của nó thì cũng chỉ có như đây thôi. Và bây giờ bắt đầu mình thực hành thử. Đấy, nó chỉ có về cái toán tử, nó không được dùng chữ bằng nhá. Còn bạn nào quyết định cho chữ bằng thì nó sẽ đi tìm A, ai ai là A với cái chữ phần trăm trong tên luôn, thì cái chuyện đó là để trở nên vô duyên rồi. Không, khi đã chơi tìm gần đúng thì phải là chữ like. Còn dấu bằng nó so khớp luôn đấy, và nó so kho đủ luôn và thấy đủ luôn về bề mặt ký tự, bắt đầu nó mới quyết định trả về kết quả hay không. Thì đây là cái lý thuyết chung và bây giờ mình bắt đầu thực hành, nhưng phải nhớ được hai cái ví dụ này là ví dụ dễ nhất. Đó. A phần trăm của đại tôi quan tâm, à tôi chỉ quan tâm thêm một ký tự nữa thôi, vì cái này dụ nháy đôi bạn đây là kết thúc rồi, còn cái này em kết thúc mà thưa thầy, cái chữ này em rõ ràng em kết thúc đúng rồi, nhưng khốn nạn cái dấu phần trăm nó nói là tao dài ngắn kệ mẹ tao. Còn cái suy hoạch thì nói rằng ok một ký tự thôi. Như vậy mình chỉ đi tìm những đứa nào mà có đến đúng, vì cái này nó chỉ đúng nó một ký tự. Còn tất nhiên bạn nào lại chơi trò thêm thế này nữa nè, có một số bạn hỏi thêm thế này thì sao thầy, vì ra nếu thêm thế này thì nó vô nghĩa, cái ký tự này là vô nghĩa, bởi vì cái phần trăm nó đại diện cho cả cái dài cả ngắn thì không có nhiều quan tâm, thì thêm cái nữa thì cũng cả cái phần trăm nó dài nó chiếm cả đủ rồi, nó ảnh hưởng mẹ đâu, nó không ảnh hưởng gì. Cho nên khi đã đi kèm chữ phần trăm thì cái chữ một dấu ký tự kia nhiều khi coi chừng nó chả mang ý nghĩa gì đâu nha. Nó cho nên phải cẩn thận cái chỗ này, bạn có quyền là làm khó nhau chỗ đó, nhưng mà nói chung thường cái câu này mình biết nó cũng phải không phải là những cái gì đánh đố nhau hay kiểu vô nghĩa, mình cứ hiểu cái đúng cái logic của nó được rồi. Rồi câu số 1, in ra danh sách nhân viên, quen quá rồi, nhưng mình cứ quanh đi quẩn lại mấy vài cái dữ liệu thôi. Này thì khỏi cần các bạn phải đọc, select star from này. Bộ đèn em nào, nhìn dữ liệu đặt câu hỏi thế thôi, nhìn dữ liệu đặt câu hỏi. Ai có tên bắt đầu bằng chữ A đó. Câu số 2, ai nhân viên nào có tên bắt đầu bằng chữ A. Tôi nói tên, tôi đang nói trong first name. Select star from employees. Where? Chắc chắn cũng vừa rồi làm cho tao tất cả các nhân viên mà. Đó, cái filter gần như luôn luôn bạn phải nghĩ này where nha. Where? First bằng giả bộ này. A phần trăm giả bộ, câu này
không dòng trả về. Xong chưa con? Bố có biết là sao long là gì không bố? Không. Là cái con người đầu của con giống như là gọi là của con rồng, còn cái đuôi nó dài bố. Xin lỗi mọi người nhé, cô con gái đang học online mà có ngồi cô líu lo. Rồi, câu này này xem nào. Vụ này, mình biết thừa trong đây, câu này là viết sai nhá, và nó không sai cú pháp. Nhưng mà cái dấu bằng, tức là tôi đi tìm xem ai có tên A và có chữ phần trăm. Nghe kỹ câu này mình đang dùng dẫn từ dấu bằng. Cho nên ai có tên là A và có chữ phần trăm. Sure, không có ai trong cái danh sách này có tên kiểu đó. Chắc chắn như mà có Andrew này, rồi có Annie này. Đó là hai người mà mình cần phải lôi cổ ra trong tình huống này. Cho nên với cái thằng này thì mình chạy. Rồi, không dòng nào cả. Vì đây là toán tử so sánh bằng. Không. Vì toán tử so sánh bằng. Bằng. Tức là đi tìm đúng ai A phần trăm. Có ai tên A phần trăm không? Dĩ nhiên mình biết là không rồi. Như vậy không, tôi đang tìm gần đúng. Tìm gần đúng thì không phải là dấu bằng. Này nó phải là like. Và đáp án của mình hai người. Thấy Excel vi diệu và hấp dẫn không? Dễ thương không? Trả lời dễ không? Dễ em. Đó. Nó tự nhiên lắm đấy. Nhà tôi nói thật, nó viết rất tự nhiên. Nên đến như tôi đã từng nói, nó được đánh giá là ngôn ngữ bậc cao hơn ngôn ngữ so với ngôn ngữ C mà. Và ngôn ngữ Java vì góc độ tự nhiên khi viết. Câu số 2.1 thôi. Nhân viên này có tên bắt đầu chữ A. In ra cả full name được ghép vào. Được ghép vào. Đầy đủ. Hiện nay á, hôm bữa tôi có giải thích cho bạn tại sao cái last name và cái first name nó tách. Để nó sau này nó sort, nó order by trên tên, nó order by trên cái này. Order by tức là đảo, ta đảo dòng này lên đây, ta đảo dòng này lên đây và ngược lại. Nói chung là sắp xếp theo tên. Thì nếu bạn tách tên ra thành hai cột, last và first, thì bạn đảo thoải mái và bạn ghi theo kiểu tên, tựa tên họ Việt Nam là họ tên, còn ghi theo tiếng Anh tên họ đều được vì giảng ca ra cách mình ghép để mình đổi. Thì cái ghép này tôi tin là các bạn đã từng học rồi và bây giờ sẽ viết lại một chút xíu về cái câu này. Ai có tên bắt đầu bằng chữ A và phải ghép đầy đủ full name. Ghép theo cửa chuẩn Mỹ. Như vậy chỗ này ta không ghi select sao nữa. Tôi sẽ ghi lấy select employee ID đi. Đó, phải. Tức là mình lấy tên cột thôi. Rồi last name. Phải. À mình muốn lấy first name trước cho nên mình sẽ ghi chữ first name. Đó, cho nên nếu nó tách cột rồi thì bạn không có gì phải sợ hết trơn ấy. Last name. Rồi mình thêm cái title đi. Title. Vậy thì với cách này thì last name và first name thì mình sẽ chơi trò cộng. Hãy tất thử xem nó ra kết quả chưa đã rồi tính. Ở tờ bôi đen. Nào. Rồi, mình ra last và first. Mà bài này có hai người, Andrew và Annie, mình biết rồi. Và mình sẽ ghép. Cộng. Cái đơn, mình đã hiểu học cái này hôm bữa mình học rồi, cộng. Đó. Như vậy đây là vì đằng nào tao select ra được mã số, đây là một biến, bản chất bạn phải hiểu đây là một biến nhá. Nếu về mặt logic đây là một biến. Biến employee lấy cho tao dòng đầu tiên, dạ em số 2. Lấy cho tao dòng đầu tiên first name. First name của dòng đầu tiên, dạ em được Andrew. Lấy cho tao được dòng last name đầu tiên, dạ em được là Fuller. Rồi mày ghép hai cái thằng này vì nó là hai cái value. Đây bản chất đây là hai biến. Biến và biến. Và đây là biến đại diện phía sau là cái value là cái cell. Như vậy hai biến cộng với nhau thì thành một cái value mới. Giống như in A và in B cho hai giá trị vào. A cộng B tương đương với hai cái giá trị cộng nhau. Như vậy bản chất cái này là hai giá trị cộng nhau và nó in vào. Và nó ghép thêm số cộng ở giữa. Như vậy thì vậy đây là một cái thứ mới. Không xuất hiện, chưa bao giờ xuất hiện ở trong table này. Vì nó là cái phần cột mới. Cho nên lúc mình in kết quả thì nó sẽ báo câu no column name. Tôi tin là các bạn đã biết cái trò này rồi. No column name. Và như vậy thì mình sẽ chơi trò gộp. S full name.
mà mình không cần dấu ngoặc vuông vì lý do mình không có ghi dấu cách ở cái chỗ phụ này. Nếu bạn ghi dấu cách rồi thì báo lỗi này, nó sẽ báo câu bố khỉ éo biết cái full name này is for, thì đến đây nó hiểu rằng chữ is for rồi, nhưng mà vẫn còn chữ name này của cái con mẹ nào nó không biết, cho nên muốn không bị báo lỗi ngoặc vuông là bạn có full name là tên của khoảng dấu cách. Như vậy cái cột này hai thằng ghép lại là full name rồi, ghép vô là mình đã từng học, quá đẹp. Vậy hai bạn Arrow và Annie đã vào. Vậy thì nếu bạn muốn bỏ dấu ngoặc này đi, dấu ngoặc nhọn này đi, thì có những cái tên bạn không được quyền có dấu dấu cách như nhau. Thì có nghĩa đây là cái cột mới chế thêm. Rồi tôi giới thiệu thêm, vì bạn đã từng học cái hàm, và đợt trước mình có nói trong cái website Text on the Net thì có rất nhiều cái hàm khác nhau. Thì nó có một cái hàm đặc biệt, tôi viết thôi, viết kiểu màu mè tí thêm thôi. Đó. Có một cái hàm tên là hàm con mèo. Concatenated. Nha, viết tắt của chữ là concatenated. Concat. Đó, hàm con mèo. Rồi, nói vô. Như vậy hàm con mèo nó ghép chuỗi. Đó. Ghép chuỗi. Ghép chuỗi này. Cũng giống như hàm year vậy. À, mày lôi cho tao first name, mày lôi cho tao last name, mày lôi cho tao cái con mẹ gì đó trong cái cell đây, rồi tao ghép qua cái hàm con mèo, mà hàm con mèo ra full name. À, như vậy thì bạn thấy rằng là bạn đang rất linh hoạt trong câu chữ nha, trong cái cách viết. Nhưng mà tôi đang bổ trợ, bổ sung thêm cho cái phần viết from phía sau thôi, nên để biết là tất cả các thông tin mình hiển thị ra nó có rất nhiều ngữ nghĩa khác nhau. Rồi bây giờ bạn vào bạn F5 thì coi như kết quả cũng như bình thường. Sao thầy không cộng cái này cho nó dễ? Tao đã thích viết hàm cho nó vui mà. Thì đằng nào đâu hàm cộng chuỗi hay lấy ba chuỗi cộng nhau cũng như nhau. Đó, đều là có rất nhiều cách. Cũng giống như hôm bữa mình có cái hàm convert và cái hàm cast. Đó. Thì đều được nha. Rồi, như vậy mình đã biết được cái cách mà lấy ra được tên là A. Này làm câu hỏi khó tiếp theo chẳng hạn. Rồi. Tôi xíu. Tìm cho tôi xem thử dữ liệu nha. Bắt đầu tôi nhìn tiếp dữ liệu này. Select sound from employee này. Và câu hỏi nó kiểu nghe nó có mùi vớ vẩn tí thôi, cho nó vui thôi. Để mình làm quen với cái câu lệnh where. Nhưng mà bạn cũng biết tưởng tượng rằng nếu mà bạn nhìn cái câu toán tử select like này thì bạn tưởng tượng rằng là những ai tên là A thì nó sẽ sổ ra hết. Ví dụ trong cái bài này của mình là những ai tên là A nha, là nó sẽ sổ ra hết. Đây chính là cái cách mà kiểu Google nó search. Vì Google mình gõ một từ thì nó sẽ search cái từ đó và nó sẽ kiếm cả cái câu mà chứa từ đó, chứ nó đâu có tìm tức là nó tìm gần đúng đấy. Google nó thấy tìm là chỉ cần có cái từ đó xuất hiện trong cái câu là nó ngồi nó bê nguyên cái website ra rồi. Nó là cái kiểu này. Vì search kiểu này thì ra được rất nhiều kết quả vì chỉ cần có sự xuất hiện. Chứ còn tìm bạn An một cái là chỉ tìm bạn nào tên là An, còn trong đây cứ A xuất hiện thì quá trời những người. Cho nên cái tìm gần đúng này nó sẽ cho mình ra rất rất nhiều kết quả. Cho nên nếu ở bên Google á, thì nó là như thế này. Tôi sẽ search cho bạn cái Google. Hôm nay rằm trung thu rồi này, năm nay toàn cái trung thu rồi. Ví dụ như thế này. Relational. Nếu mà mình đang search cái này thì nó sẽ ra rất nhiều kết quả. Cái search này của Google gọi là cái search gần đúng. Bạn nên nhớ viết kiểu này là gần đúng vì nó sẽ ra kết quả mà chứa những cái chữ này. Này bạn thấy nó chứa này, nó đâu cần phải theo thứ tự đâu. Thấy không? Nó search như, ví dụ nếu mình nhìn cái kết quả ở đây này. Tất nhiên nó có chữ management system đây rồi, nhưng đôi khi trong cái kết quả của nó chỉ là một vài phần tương đồng thôi. Chứ nó không cần phải giống hết. Nhưng mà nếu bạn gõ cái này, bạn nhìn kết quả là 54 triệu này. Cái này người ta gọi là search gần đúng. Tức là tao chỉ cần có sự xuất hiện. Còn search này search chính xác giống như cái bạn bằng An đây này. Nó còn có 1.7 triệu kết quả này. Nó còn có 1.7 triệu à? Bởi vì cái cách search mà hồi nãy không có dấu ngoặc nhọn ấy. Là có nghĩa nó có thấy được chữ relational, nó có thể nó cũng ra kết quả. Relational database là một cặp có thể ra được cái website nào chỉ cần chứa hai chữ đó là được rồi. Website nào chứa chữ management system mà không cần chứa chữ relational database đều được hết. Nhưng mà nếu tôi chơi cái trò giống ngoặc nhọn vào đây này, tao xin lỗi mày nhé, mày phải tìm đúng cái cụm từ này cho tao, không tao không chịu rồi nha. Cái này nó chính là where bằng ấy.
giống bằng chính xác luôn. Bạn thấy là kết quả nó còn có 1,7 triệu. Nó tìm gần như đúng cái từ này luôn, nó không có lộn xộn cái mẹ gì cả, nó không lộn xộn. Nhưng nếu tôi thả lỏng ra, nhắc lại tôi thả lỏng, cái này tìm gần đúng này, là nó tìm thấy cái cụm từ xuất hiện là được đã. Kết quả ngay lập tức vọt lên 54 triệu. Mọi người có theo kịp không ạ? Và những cái màn hình search trong các website của các bạn thường nó sẽ chơi trò là search gần đúng, tức là chỉ có tìm từ xuất hiện thay vì tìm nguyên cụm từ, cả cái từ dài đó có xuất hiện đủ nguyên con hay không. Không, tao chỉ tìm thấy sự xuất hiện một cái là được rồi. Cho nên cái toán từ like nó dính dáng đến cái kiểu tìm gần đúng, tức là tìm sự xuất hiện. Còn tìm chính xác dấu bằng thì nó phải là cái kiểu này của bên Google. Ok, mọi người đã hiểu cái cách search của Google nó đấy. Nếu muốn tìm chính xác cái này, mà tìm chính xác này thường kết quả ra ít hơn. Đó, chắc chắn là ít hơn vì nó ngồi nó so khớp 100%. Rồi, nên vậy tôi vừa minh họa cho bạn cái ý nghĩa của cái việc bên Google và nó ảnh hưởng bên này. Chữ like này chính là search không có dấu ngoặc nhọn. Và trước giờ mình cứ gõ thôi, mình chả suy nghĩ thì là nó đấy. Là tương đương like. Vậy thì giờ bạn biết cách làm cái màn hình like hay màn hình search ở trong một cái sản phẩm xuất hiện ở trong cái database của bạn, thì đôi khi bạn chỉ cần tìm theo tên. Bạn tìm cái chữ like, xin lỗi. Rồi, tìm làm khó nhau tí nha. Hỏi chơi, hỏi vui, hỏi câu hỏi đôi khi gọi là rất dummy, rất ngu ngốc thôi. Chơi vui tí thôi để hiểu toán từ like. Tìm cho tôi những ai mà trong tên cuối cùng của mình. Bắt đầu nhìn lại dữ liệu đã. Nhìn cái dữ liệu đã rồi tính tiếp. Nhìn tìm cho tôi những ai trong tên. Tìm cho tôi những ai trong cái first name của anh ý, chị ý có xuất hiện chữ A cuối cùng. Với bài này thì tôi biết rằng Laura là cô có cái chữ A xuất hiện ở cuối cùng của cái tên. Câu số 3. Nhân viên nào tên có chữ A cuối cùng? Biết được sao? Thưa thầy thì nó cũng vẫn giống như câu trên, nhưng chỉ có điều sửa lại ở cái like là thay vì là A phần trăm thì thành phần trăm A ạ. Ok, tốt. Dễ thôi. Ủa, chữ A cuối cùng với cái chuỗi, đây là cuối chuỗi rồi, giống nháy này là chuỗi cuối chuỗi rồi. Thứ cuối chuỗi gặp chữ A và đoạn trước là gì? Không có quan tâm. Cho nên bạn này thì chắc chắn nếu bạn ấy tên là A luôn. Chữ A cuối cùng thì nếu dành cho tên có một người nha. Đó, thì đến đây mình đã hình dung ra được cái ngữ nghĩa của cái câu chuyện rồi. Tiếp tục. Dễ mà. Các bạn này có cái cô này là cô Laura, đúng không? Laura, một người. Câu tiếp theo. Đấy thì cái logic mình cứ từ từ mình quen thôi. Để tiếp tục cái nhìn dữ liệu. Câu số 4. Nhân viên nào tên có 4 ký tự? Những cái câu hỏi kiểu này tức là nhìn tên người đấy, mình có thể lọc ra filter. Thì những cái mà ví dụ như mà nếu nói thẳng câu này mà dùng que theo kiểu que bằng là mình từ chết đến bị thương. Vì nó mẹ cái số tổ hợp của những người có tên 4 ký tự là vô chừng. Nha. Rất nhiều người tên đa phần là 4 ký tự. Và nếu bạn ngồi mà bạn que bằng một cái là bạn toang con mẹ bạn rồi. Đó, cho nên logic ở chỗ này là phải dùng toán tử. Ok, tao đéo quan tâm, tao chỉ biết mấy độ dài 4 thôi, còn mọi tình huống khác. À, tất nhiên bài này em có thể dùng một cái hàm, ví dụ như trong Excel nó có cái hàm là kiểm tra độ dài của một cái chuỗi xong bắt đầu ngồi nó bằng 4 cũng được. Nhưng mà mình có thể không cần phải dùng đến những cái hàm cái đó, hàm xử lý chuỗi không cần. Mà mình có thể dùng ngay từ toán tử like được rồi. Đó. Chỗ này mình có thể hai cách. Thứ nhất là dùng cái toán tử chuỗi, tức là kiểm tra cái độ dài của chuỗi coi có bằng 4 hay không. Nên cái bài này thì các bạn có một cái câu ngỏ. Cái cách làm thứ nhất là cách là ta dùng cái hàm kiểm tra độ dài của tên. Nói có bằng 4 hay không. À, cái bài này gọi là nhà, bài tập ở nhà homework. À, tức là bài tập ở nhà ngồi tự tìm hàm thôi. Bây giờ mình sẽ dùng toán tử like để có thể giải quyết được luôn. À. Select sao?
Employees. Where? First name. Like. Vấn đề làm sao ra được bốn cái từ? Muốn dấu xích nhật. Bởi vì nếu có dấu phần trăm là chết mẹ, phần trăm nó không quan tâm dài ngắn. Nhưng anh bạn vừa nói chính xác. 1, 2, 3, 4. Tiếp lôi ra tạo thằng nào có bốn cái shift bạch. Bốn shift bạch, shift bạch, mỗi cái shift là đại diện cho một cái từ bất kỳ và ta chỉ cần thấy xuất hiện có đúng bốn shift thôi. Xong, chạy thử đi. Có không? Có thôi, Annie. Có được mấy người? Annie thôi đúng không? Có đúng cô Annie thôi. Chứ với cái cách này thì nó sẽ tiện hơn cái cách của bên cái cách viết của cái hàm. Tức là thực cái đích đến thì nhau. Bài này chắc chắn có một dòng. Và bạn biết rồi. Vậy thì cách bạn có thể phối hợp vào rất nhiều. Rất nhiều cách để phối hợp với những cái câu này với nhau. Rồi. Mình sẽ có xem thử danh sách khách hàng có điều gì đặc biệt để mình sẽ có những cái kia tiếp tục. Bây giờ tôi tìm tên sản phẩm đi. Mình đã nhìn xem cái sản phẩm nếu có cái gì dễ thương. Xem danh sách các sản phẩm hàng. Xem danh sách các sản phẩm. Các đồ bán ấy. Món đồ bán hàng. Món đồ. Đang có. Này chính là cái table product. Rồi. Select star from product. Em nào. Nhiều sản phẩm lắm nha. Sản phẩm nó có 77 dòng lận. Tức là 77 cái món đồ bán trong siêu thị. Và bạn nhìn cái product để bạn biết rằng tên sản phẩm. Mà nhà, mã nhà cung cấp. Cái chuyện này từ từ mình sẽ học về phần choice. Phần này tôi để dành cho phần choice. Tức là phần kết nối cơ sở dữ liệu với các bảng khác thì mình tính sau. Bây giờ mình chỉ chơi trên một bảng cho nó nhuần nhuyễn đã. Rồi bắt đầu tính gì tính. Rồi số lượng, đơn giá, thành tiền gì đó. Bây giờ tôi quan tâm đến tên mặt hàng. Tên mặt hàng. Những sản phẩm nào có tên xuất hiện bắt đầu bằng chữ CH quá dễ. Câu số 6, mình làm thử, mình nhìn. Những sản phẩm nào trong tên tên bắt đầu bằng từ CH. Tên bắt đầu bằng CH. Quá dễ. Đọc coi. Anh em đọc coi. Tên bắt đầu bằng CH. Like CH phần trăm này. Mấy cái? 2, 4, 6. Trai trang gì đó. Rồi tôi hỏi tiếp nè. Vậy thì nếu cũng là câu này, nhưng mà nếu tôi viết như thế này, tôi hỏi mọi người rằng cách này phải dịch câu này nghĩa là gì? Câu này phải dịch ra tiếng Việt là gì? Cái câu thứ hai này dịch ra tiếng Việt là gì? Là những sản phẩm nào là có chứa cái cụm CH ở trong tên sản phẩm không? Đấy, trong tên có chữ chữ CH, không quan tâm đầu đuôi và giữa. Lưu ý cách viết kiểu này nhá. Bởi vì phần trăm là đại diện cho một ký tự hoặc một cụm ký tự, không quan tâm. Như vậy vừa vào chuỗi gặp ngay phần trăm, tức là có cái mẹ gì không cần biết.
rồi sau đó có chữ CH. Cho nên ngay đoạn đầu có thể không có CH chả sao cả. Bởi vì phần trăm có thể đại diện cho không gì cả và đại diện cho một chuỗi dài. Đó. Và tiếp theo đến CH. Và CH này có thể khóa đuôi hoặc khóa đuôi, không khóa đuôi không quan trọng vì đoạn phía sau nó còn phần trăm. Cho nên kết quả của thằng này về mặt làm đó nó sẽ rộng hơn rõ và thằng trên. Thằng trên chỉ xuất hiện là CH bắt đầu từ đầu mới tính. Còn thằng dưới là sẽ bao thằng trên. Cho nên nếu nó có thì nó sẽ phải nhiều hơn. Thằng này 6, mình chạy lại. Cái đáy màn hình. Còn thằng này lớn hơn là bằng 6. 14. Đó, vì nó có chữ chai này, sharp này. Rõ đoạn đầu rõ này. Thằng này đâu? Thằng này có chữ CH không? Đa CH nằm lơ lửng ở giữa này, Sego cho ghét gì này. Chocolate này, đó nó nằm đây. Như vậy thì bạn thấy rằng bạn biết cách rồi. Cho nên không phải mình muốn viết thế nào thì viết, mình phải luận ra được chính xác. Vậy thì mỗi thứ nó có cái kiểu như thế này này, là xem cái ký tự đại diện nó xuất hiện như thế nào nha. Thì mình phải biết cho nó chúng khác nhau. Rồi, câu số 7 này. Câu này ngữ nghĩa khác nha. Câu này ngữ nghĩa là 14. Câu này phải dịch tiếng Việt là trong tên có chữ CH. Nó ngắn gọn luôn, trong tên có từ này có chữ là C. Tầm đầu ở giữa, không quan tâm vị trí xuất hiện. Tầm vị trí xuất hiện. Rồi. Tiếp theo. Những sản phẩm mà tên có 5 ký tự. À, câu này dễ. Câu này dễ. Tên có 5 ký tự. Vậy thì 1, 2, 3, 4, 5. Xem thử nó có được bao nhiêu. Xuyết bạch 5 cái đấy. Trang, Ikura và Combo là có 5. Nha. Câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi 8. Những sản phẩm mà tên nha, từ cuối cùng trong tên chứa 5 ký tự. Hỏi những câu hỏi rất ngắn gọn, nghe nó rất ngu ngốc. Nhưng mà lý nó để mình hiểu về cách viết cái lệnh đề like. Chứ còn like bình thường nó chỉ có nhiều đó thôi. Sản phẩm tên nha, có từ cuối cùng là 5 ký tự. Những sản phẩm nha, mà trong cái tên nó, trong tên sản phẩm thì từ cuối cùng là 5 ký tự. Hay nói là trong cái tên của nó thì nó có nhiều từ nhưng mà từ cuối phải là 5 ký tự. Đó. Những sản phẩm trong tên nha. Những sản phẩm trong tên sản phẩm mà có cái từ cuối cùng là 5 ký tự. Vậy nói cho rõ ngữ nghĩa mà từ cuối cùng là 5 ký tự. Cái câu này ở trên phải chạy lại trước này. Câu này là chỉ liệt kê cho tao mẹ ghép. Câu này nếu bạn viết thế này thì bản chất của nó là có nó có 3 dòng. Tức là bài này là tên chỉ có đúng 5 ký tự thôi. Còn thằng dưới này hỏi khó hơn. Tên ta đéo biết thế nào nhưng mà cái từ cuối cùng của nó phải là 5 ký tự. À, vậy thì câu này mình sẽ viết như thế nào? Lại phần trăm 5 cái gạch. Hả? Phần trăm rồi 5 cái gạch nữa. Ok. Phần trăm 5 cái gạch. Mày thấy vỡ mặt chưa con gái? Phần vỡ mặt cách, liền. Cắt được 5 cái gạch. Vỡ mặt liền. Tại sao vỡ mặt? Trả lời. Vấn đề tại sao vỡ mặt? Phần trăm là nó bao gồm tất cả. Phần trăm nó bao gồm rất rộng đấy, nó bao gồm nhiều thứ lắm á. Như vậy nếu mình nhìn kết quả này. Nếu mình nhìn chỗ này. 5 ký tự và phần trăm. Như vậy tao chỉ đếm đây này, bắt đầu này. 5 ký tự này, đấy thằng này bắt đầu này, nhìn thằng này 5 này. 1 2 3 4 5 và mày đang nói trước ở phía trước là cái gì đéo quan tâm. Đó cho nên này. Vì bạn viết là bạn đếm đúng đủ 5 từ cuối và phần còn lại là gì không quan tâm. Cho nên cái câu này của bạn nó bị rộng hơn so với bình thường. Ủa sao thằng này vẫn được? Thế đây là 1 2 3 4 5. Cho nên câu này về mặt bản chất là gần như lấy hết, trừ cái thằng nào 4 thôi thì bị thua. Thằng nào tên là 4 cái tự thì thua thôi. Để nó không vào thôi. Cho nên 75 dòng. Nhưng mình không biết tổng cộng bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu cái sản phẩm nhá. F5 này. F5 là 77. F5 là 77 thì nếu viết kiểu này của bạn thì gần lấy hết mẹ rồi.
là 75, tức là còn hai thằng này là hai thằng mẹ nào, là hai tên nó ngắn hơn 5 ký tự thôi, là 4 thì nó không xuất hiện ở đây thôi. Mọi người có theo kịp tôi phân tích không ạ? Kịp. Đó. Tao cứ đếm đủ 5 ký tự rồi, phần còn lại kẻ mẹ nó dài ngắn tao không quan tâm. Như vậy 5, 6, 7, 8, 9 chơi hết, chơi láng hết. Vậy chỉ có thằng 4 ký tự thì bị thua, tức là tên nó chỉ có riêng đúng 4 ký tự chứ không phải là đuôi hay đầu, là nó bị chết vì nó bị loại vào đây. Cho nên bài là 77 mà trừ đi 75 thì còn hai thằng kiểu đó. Đấy thì câu này bị chết. Vậy thì phải sửa làm sao? Câu này nhá, câu này được coi như là câu này phải dịch tiếng Việt là tên có từ 5 ký tự trở lên thì mới là đúng. À, câu này phải dịch là tên mày có 5 ký tự trở lên. Đéo nói nhiều. Ủa nó khác câu này, tôi nói từ cuối cùng là 5 ký tự. Đó, cho nên cẩn thận nha. Dễ thương rồi đấy, bắt đầu thấy database nó dễ thương rồi đấy. Viết lại. Câu trên dịch là tên có 5 ký tự trở lên. Vì phần trăm nó có thể là bao nhiêu không cần biết. Cho nên nó loại như thằng 4, thằng 3 rồi, chết mẹ mình. Ai đó? Dạ là like phần trăm cách ra. Hello. Dạ rồi, phải O. Ra bên ngoài O thôi. O làm gì mày? Dạ là bao gồm cả 5 ký tự nữa. Cho khi bộ đất nghiên tin 5 ký tự nữa. Chính xác, nghệ thuật là chỗ này. Rồi, với câu này bây giờ xem trước câu này. Câu này dịch tiếng Việt đã. Câu này lôi ra những thằng nào có tên mà câu này dịch này. Phần cuối cùng 5 ký tự, sau đó là một dấu cách. Phần đằng còn lại, có dấu cách rồi, có nghĩa đằng còn lại đằng trước có cái mẹ thì không quan tâm. Như vậy chắc chắn nó lôi được những cái tên chắc chắn có hai từ, hai cụm trở lên. À, nhìn kỹ, F5. Như vậy là 11. 11, bạn kiểm tra lại coi. Nhớ nha, tên của mày là có hai cụm, ít nhất là hai cụm, một cách nhau bằng dấu cách. Vì đấy là gọi cách nhau thì mới có từ. Từ là phải cách nhau bằng từng khoảng trắng rồi. Như vậy từ cuối cùng là 5. Cách nhau và phần trước bố áo quan tâm dài ngắn. Như vậy bạn biết này này, syrup này ngon rồi, pure ngon rồi, sauce ngon rồi, stout ngon rồi. Đấy toàn là 5 ký tự. Phần trước cái dài ngắn bố áo quan tâm vì nó cách một dấu cách. Nhưng vô hình chung giống như anh bạn vừa nói với tôi, loại mẹ nó cái thằng 5 ký tự. À. Như vậy cách này thì dịch tiếng Việt là tên có hai nha, có một từ cuối cùng. 5 ký tự. À, phần còn lại là gì chưa biết. À, còn những từ còn lại có hay không, không biết. À, có thêm từ còn lại chứ. Tên có ít nhất, xin lỗi, tên có ít nhất hai từ. Có ít nhất hai từ chứ. Ít nhất hai từ. Và từ cuối cùng thì là 5 ký tự. Phải nói câu như vậy nếu mới là đúng, chứ không thì là thành nói sai đấy. Từ cuối cùng 5 ký tự. Tại sao tôi dám mạnh dạn như vậy? Bởi vì nó có số cách. Để tìm những thằng có dấu cách. Còn hồi nãy mình thiếu dấu cách ở đây thì có nghĩa nó gộp mẹ nên có dấu cách không có dấu cách thì bố trời táng. Cho nên nó cuối cùng nó thành cái tên nào cũng được. Chỉ miễn 5 ký tự lên. Còn thằng này mày 5 ký tự đủ chưa? Rồi mày nhớ đi tìm tao dấu cách nha. Có chưa? Dạ có rồi. Vậy đằng trước cái từ đó là gì mẹ đéo quan tâm. Như vậy nó đạp thỏa mãn được câu từ cuối cùng 5 ký tự. Nhưng mà cách này thì nó vô tình nó loại đi. Nhưng cách này thì vô tình nó loại đi cái thằng tên chỉ có 5 ký tự thôi. Vấn đề do nếu mình cứ lấy tìm những sản phẩm mà từ cuối cùng là 5 ký tự. Vậy nếu mày có một từ thì về mặt lý thuyết nếu bạn muốn lấy nó vào, nếu tao chỉ có đúng một từ 5 ký tự thì cuộc này nó éo cho tao vào vì tao đâu có khoảng trắng. Cho nên hồi nãy bạn có cái trang chiếc các thứ này nọ. Như vậy lúc này đang là 11 nhá. Tôi đang nói ví dụ đây là 11 dòng. Ví dụ mình đang là 11 dòng. Thế thì bạn nhìn thằng này này, đây là 5 ký tự thật sự đây này. 5 ký tự là có 3 thằng. Như vậy 11 cộng 3 phải bằng 14 mới là đúng chuẩn. Và bây giờ câu này viết chuẩn hơn như anh bạn vừa nói. Anh bạn tôi anh vừa nói. Anh bạn ơi đọc tiếp coi nào. Là O product name line. O sao? Product name. Product name. Sao? Line. Đây. Rồi 5 dấu xích. 1, 2, 3, 4, 5. Câu này mới thành 14. In, đẹp trai. Như vậy combo Ikura và Trang nó mới đủ. Alo anh em còn lại có theo kịp không ạ? Cái kia thế.
Thấy database có cái vui riêng của nó chưa? Trả lời. Nhức đầu với dữ liệu chưa? Trả lời. Có nhức đầu với dữ liệu chưa? Dạ rồi thầy. Rồi. Rồi hả? Thú vị đấy. Thì cái nghề mà ngồi toàn ngồi nhìn data, nghề toàn ngồi nhìn data rồi tìm ra những cái dữ liệu hay thống kê trong cái ngày nọ, đó là tôi với bạn đang làm đó. Tất nhiên nó còn phức tạp hơn nữa, nhưng mà cái kiểu mà bắt đầu nó cái xoắn não một hồi với toàn bộ cái kiểu dữ liệu không này. Rồi, thì coi như tôi không thể giới thiệu hết tất cả các ngữ cảnh, các tình huống để xài cho những cái câu kiểu này. Nhưng mà cái câu vi diệu của vừa rồi là bạn cũng đã thấy có sự kết hợp giữa khác biệt, giữa các bên. Để nó có thể trả lời được rất nhiều câu mà ngay cả có nhiều khi tôi cũng không biết được hết nha. Mình cũng không đụng mình ngồi phải mò thêm nữa. Nó có cái chuyện thú vị ở chỗ đó. SQL là vô chừng. SQL là vô chừng. Rồi, bây giờ mình thêm một phần nữa trước khi mình kết thúc môn. Buổi học vào phần hack não tiếp theo. Mọi người sẵn sàng chưa ạ? Được rồi. Đi tiếp. Như vậy thì tôi đã vừa đi cho các bạn, nếu bây giờ mình nhìn về cái cây thư mục, cây folder về cái kiến thức của mình. Thì bây giờ mình nhìn lại thử xem trong tay mình đã có được những cái gì cho đến thời điểm này. Đây là lượng kiến thức chúng ta đã có cho đến thời điểm này. Cách chúng ta viết câu lệnh select. Mà nên nhớ mình vẫn đang chơi trên cái trò là mới chỉ là basic select thôi. Thế thì vì select là cái câu lệnh được dùng nhiều nhất. Được dùng nhiều nhất vì trong việc nó việc là có table, có dữ liệu, ta khai thác nó. Như vậy select theo kiểu bình thường trên một table. Cái câu lệnh select mà nó có thể kết hợp với phép toán. Mình hôm bữa mình làm thử chơi. Ví dụ select in ngày tháng, rồi in cộng trừ nhân chia giống như phép toán bình thường. Select nó tương đương lệnh in. Select là chính là chữ in. In dữ liệu theo kiểu in biến. In phép cộng trừ nhân chia. In theo kiểu là lấy dữ liệu từ một table. Trong quá trình lấy ra một vài cột thì dữ liệu nó bị trùng lặp. Do ví dụ như thống kê toàn bộ các thành phố ở Việt Nam này. Tức là nếu nhìn cái dữ liệu của mỗi cá nhân chúng ta có cái thành phố, cái nơi quê hương, nơi ta sinh ra. Thì 100 triệu dân chúng ta cuối cùng chỉ tự trung về 63. Cho nên nếu mà ta select cái tên thành phố hay tên nơi sinh ra của 90 triệu dân này trong cái table của Bộ Công an, thì bạn sẽ có 100 triệu dòng. Nhưng cuối cùng 100 triệu tỉnh khác nhau cuối cùng cũng chỉ là 63 tỉnh. Cho nên thêm chữ distinct vào thì lập tức rút lại còn có 63 tỉnh. Select distinct là select rút gọn. Order by là lệnh select mà để giúp chúng ta coi như là sắp xếp lại dữ liệu theo kiểu tăng dần và giảm dần. Còn dữ liệu nhiều quá, ta muốn lọc riêng ra những thằng nào để ta xem thôi, ta chỉ xem theo một cái tiêu chí đó. Ví dụ lựa chọn những bạn sinh viên điểm trung bình từ 8 trở lên chẳng hạn. Thế đó, thì lúc đó là lúc đó bắt đầu ta phải xài lệnh đề where. Where tức là lấy các dòng nhưng mà theo tiêu chí của cột. Tức là lấy dòng này ra xong lôi cột xem cái cột này có thỏa mãn cái tiêu chí ta muốn lọc không. Nếu có, lấy nguyên dòng đem ra. Và tất nhiên bạn có quyền lấy một số cột nhất định, nhưng mà chắc chắn là loại trừ một dòng nào là phải loại trừ theo value của cột. Đó. Loại một dòng, lấy một dòng dựa trên value của cột. Ví dụ where năm sinh lớn hơn hoặc bằng 2000 chẳng hạn. Như vậy cứ lấy bạn sinh viên ra, lấy được năm sinh của cái cột đó, bốc ra hỏi. Đúng không? Năm sinh lớn hơn 2000 không? Thỏa công thức không? Dạ em không thỏa, rồi đi chỗ khác chơi này. Để lại vậy. Thế thì đấy là cái bệnh đề where, và where xài cực nhiều. Và where nó kết hợp với toán tử logic và cộng toán tử so sánh. Where nó có thể kết hợp thêm toán tử between và in. Nó kết hợp thêm cái mệnh đề toán tử null. Và bây giờ mình học thêm toán tử like, là những thứ mà nó sẽ giúp cho mình hoàn thiện cái việc truy vấn. Và đặc biệt cái like thì nó có thêm cái phần trăm và cái hai cái bổ trợ là phần trăm và dấu xếp gạch, để giúp cho các bạn gọi là dễ dàng xây dựng cái pattern, tức là xây dựng cái khuôn mẫu để tìm ra một cái chuỗi gần đúng. Đó, nó gọi là các pattern. Thì sang ngôn ngữ lập trình khác, ví dụ sang MySQL thì nó sẽ không, nó dùng thay phần trăm và dấu xếp gạch thì nó có thể dùng dấu hỏi chấm. Đó, thì nó thay đổi cái ngữ nghĩa thôi, tức là cái cú pháp viết một tí xíu thôi, chứ còn bản chất là nó viết như nhau. Vậy thì tôi đã vừa cùng các bạn xong được cái phần cơ bản nhất của câu lệnh select, thì sau đây đến vào phần hack não hơn, khó hơn một xíu xíu nha, khó hơn một xíu xíu. Và ta sẽ sang folder mới. Các bạn new mới folder cho tôi. New mới folder, tức là basic select đã xong. Thì bây giờ mình sang xét, vẫn đang của cái part 1, part 2 là select câu lệnh SQL nha. New mới folder. Rồi, các bạn đặt tên cho tôi thứ 02. Rồi. Sorry.
Sequary. Cái chữ query này mình có thể dùng nó là từ chữ hoa luôn, subquery được luôn. Và query là cái câu mà người ta viết, những câu lệnh ta viết thì gọi là query, subquery. Subquery tức là các câu query lồng nhau. Khó nha, bắt đầu khó nha. Tôi nói trước là cũng nhức đầu nữa của nó nên không phải được đâu. Nào, vậy subquery là các câu lệnh mà nó lồng trong nhau, câu query lồng trong câu query. Oh. Nó còn 2-3 phần hack não nữa thì bắt đầu mới tôi dừng được cái phần select được. Những biến tuần này với tuần sau là xong. Rồi, bây giờ bạn sẽ, nãy giờ nhiều quá rồi. Đọc. Đi phần đầu. Close. Oh. Đọc hết. À, new mới qua rồi. Đọc. Sân phố 2. Subquery. Giờ theo đúng cái phong cách đặt tên, giống như bạn nhìn cái phong cách đặt tên ở đây là mình biết 01 gạch ngang làm gì, 02 làm gì. Đó. Rồi, thì bây giờ subquery 01. 01. Gạch ngang. Single value. Single value. Còn sub nghĩa là gì? Từ từ bắt đầu mình sẽ xem theo dõi. Rồi, ta sẽ chọn như truyền thống UTF cell with encoding UTF-8. Bạn không UTF-8 thì sau này bạn sẽ ghi những cái câu tiếng Việt này nó sẽ ra dấu hỏi chấm đấy nha. Single value nằm trong section 02. Ok. Rồi ta sẽ học cái cách viết một chút xíu và cách viết câu select kiểu mới. Thì chúng ta đã từng học qua cái câu lệnh select in. Có rất nhiều cách viết chỗ sub này nha, nhưng mà mình cứ học một cái cách đơn giản nhất, thì sau này cần thiết thì nâng cao thêm thôi. Rồi, thì cái cú pháp chuẩn của câu lệnh select select from table. Có thể có where, nó có phần phía sau gì đó. Chuyện này mình biết rồi. Và cái chỗ có where là cái mệnh đề. Thì mình đã học ở trong cái mệnh đề where, mình xét riêng cái mệnh đề where. Cái where của nó là cái cột. Đó. À, phải có bằng một cái value nào đó. Đây là một cái cách. Thứ hai, where cột nó in là like một cái pattern nào đó. Pattern tức là một cái khuôn mẫu. Ví dụ như nếu bạn biết từng hồi nãy mình nhìn ấy, xuất bạch 1 2 3 4 5, ví dụ như là ichi i.chi, tức là ví dụ tao chỉ cần biết là nó có cái dạng là hình dạng là năm thứ được điền vô, còn nó là cái thứ mẹ thì cái bà nó. Thì đấy là cái where với cái toán từ like. Và thứ ba là bạn biết là cái chữ where, cái cột nào đó nó còn in hay là between range. Rồi bạn tiếp theo where, cái cột nó in một cái tập hợp giá trị được liệt kê. Đây là cái where mà bạn đã biết cho đến thời điểm này. Và dĩ nhiên where like thêm cái toán tử là is not known, cái thứ gì đó thì mình biết rồi. Chuyện đó không có gì lăn tăn. Thế thì bây giờ mình sẽ bàn về cái chỗ in này. Bàn về cái chỗ in. Như cái cách viết tập hợp các giá trị được liệt kê. Một tập hợp các giá trị được liệt kê. Và bây giờ ta sẽ xem thử cái giá trị được liệt kê một chút xíu nha. Ta nhìn viết một câu SQL rồi tôi sẽ phân tích cái ngữ nghĩa. Tập trung cao độ nha. Cái chỗ này nó không dễ thương lắm, nhưng mà bạn phải tập trung tí. Nào, bây giờ tôi muốn select. Dĩ nhiên là tôi đã xin lỗi, tôi new mới hoàn toàn cái folder. Cho nên tôi phải chạy use not win để tính tiếp. Rồi. Bây giờ mình nhìn thử.
Câu số 1 thực hành nha. Rồi tôi sẽ quay trở lại lên cái kia thực hành. Nhìn một. Đây là danh sách nhân viên. Select star from employee. F5. Rồi, nhìn lại xem thử dữ liệu có cái gì. Nhìn thử dữ liệu có country USA, ví dụ quốc gia thì USA này, UK dưới đây, tức là lúc này nó chỉ có hai quốc gia thôi. Thôi bây giờ nhìn thành phố đi, nhìn các thành phố cho tôi: Seattle, Tacoma, Cleveland, Redmond, London. Đó. Thế thì những cái chỗ này này, nếu bạn nhìn, bạn chỉ nhìn riêng trong cái cột này thì bạn thấy cái cột này nó có một tập giá trị. Rõ ràng cái tập này nó có một đống các giá trị. Cái tập này bản thân nó lại là một đống các giá trị. Như vậy thì đống giá trị này, cái đống giá trị này thì nó có thể lại được, là bạn nhìn nhé, cái đống giá trị này Seattle, Tacoma, Cleveland và mọi thứ này, thì cái đống giá trị này này, làm sao mình lấy được cái đống giá trị này? Thì về nguyên tắc muốn lấy được đống giá trị này rất dễ. Đống giá trị này nó chính là một câu select, nhưng mà ta chỉ quan tâm vào cái cột đó. Một đống giá trị này, nhưng ta là cái đống giá trị thành phố này, nếu ta muốn lấy được thì ta chỉ lấy nó qua một câu lệnh select là select city from, thế là ta lấy được giá trị này. Và trong cái cách mà viết của SQL, nó cho phép bạn thế này: cái chỗ in này này, chỗ in này và cái chỗ value này, nó cho phép bạn được quyền thay thế bằng một câu SQL khác. Chỗ này này và chỗ này, nó được quyền thay thế bằng một value khác. Tại sao nó lại làm điều đó được? Bây giờ hãy xem thử cho tôi nha. Bắt đầu nha. Rồi tôi sẽ dẫn vào vấn đề. Select in danh sách nhân viên, cách thứ nhất. Nào, bắt đầu in tiếp cách thứ hai để mình nhìn thấy vấn đề là select. Ví dụ như last name, first name đi. Select first name from chỗ lẽ. Nó phải có chữ from thì nó mới dễ tự sổ cho mình. Employee. Bên này bạn sẽ select cho tôi là first name from employee. Nếu bạn chọn như đây thì bạn thấy, bạn tiếp tục where cho tôi này, where employee ID cho tao mã số nhân viên, tao sẽ biết tên của mày. Cho tôi mã số của bạn, tôi sẽ search trong database, đưa cho tôi cái thẻ sinh viên, nhìn mã số tôi biết là tên của bạn. Đó, employee bằng 1. Thì với cái câu lệnh này, bạn sẽ thấy được rằng là gì? Có một value trở về, Nancy. Bởi vì tôi đã que trên mã sinh viên, bạn nghe kỹ nha, tôi que trên mã sinh viên, mã nhân viên, và tôi lại lấy có đúng một cái cột của cái nhân viên đó. Nếu chỗ này tôi lấy sao thì có nghĩa là dòng đầu tiên. Tôi cá với bạn, nếu tôi lấy sao thì đó là dòng đầu tiên của nhân viên, tức là dòng nhân viên F5. Thì tôi, các anh chàng có mã số sinh viên, mã số nhân viên là 1, thì mã số nhân viên là 1 gồm tất cả các thông tin này. Không, như tôi không muốn lấy tất cả các cột, tôi chỉ muốn lấy đúng cột first name. Như vậy với dòng đầu tiên mà mình lại filter lại cái dòng nhân viên này, một dòng thôi mà mình lại filter lại đúng cái cell đầu tiên ở một cái cột nào đó, thì cuối cùng trong tay ta lúc này là có được một value. Như vậy ta sẽ có cái câu ghi chú đầu tiên, một câu select có thể trả về được một value. Kỹ nha. Bắt đầu tôi ghi chú phần dưới này, tôi cách ra một cái. Một câu select. Tùy cách viết thì có thể trả về đúng một value. Nói thẳng câu là một cell. Và trong cụ thể bài này chúng ta biết là nó trả về một cell, một value. Tên là Nancy. Nếu theo cái câu lệnh bình thường, nó có rất nhiều cách trả về nha. Rồi, với chỗ này tôi sẽ chọn lại là first name. Câu này trả về đúng một cell. Một value trả về, một value. Cell luôn. Một value. Chứ phải một row nha, một row là nguyên của một dòng rồi. Tức một dòng nó nhiều value. Em nào, xong. Cú đầu tiên. Tiếp tục tôi làm câu thứ hai. Cái này để tôi đang chuẩn bị cho cái bài câu viết select thôi. Câu tiếp theo. Một câu select lại có thể trả về được nhiều value. Một câu select tùy cách viết có thể trả về một tập value. Một tập value.
một tập hợp ấy, một tập file giá trị, cái tập file tập Excel. Nhưng mà cái tập này nó mang tính chất đồng nhất nha, cái tập này, tập kết quả này rất đồng nhất, đồng nhất là có thể hiểu rõ là các giá trị của một biến khác nhau của một biến. Nào, bây giờ mình sẽ xem. Vậy cái này là trả về một cell, một value. Mình phải ghi rõ là chữ trả về return một cell, một value. À, câu thứ hai, bạn bắt đầu. Select first name. Thì câu này rõ ràng là nó trả về một tập các giá trị đồng nhất. Đồng nhất có cái mẹ kép mọi chúng mày đều là first name hết. Chỉ có điều mà nhiều value thôi. Như vậy first name đang là value này. First name là value. Như kìa. Nancy, Andrew, Janet. 9 người mà, rõ ràng. Và tôi chỉ lấy cột first name. Cái này người ta gọi là phép chiếu đấy. Nếu lấy một cột thì người ta gọi là phép chiếu. Lấy nguyên một cột. Cái này trả về một tập giá trị này. Cái này thẳng câu gọi trả về một cột. Người ta gọi là phép chiếu. Chiếu tức là project, project tức là lấy cái đèn dọi thẳng về cái hướng này và ta chỉ lấy được một cái cột thôi. Đấy, lấy một cột thì người ta gọi là phép chiếu. Đó, còn lấy một cái cell là một cái cách khác nha. Tức là mình que một mức độ dữ dội hơn thì mình lấy ra được một cái cell. Còn nếu mà ta lấy một cột thì ta chẳng cần que mẹ gì cả, chiếu thẳng cái đèn mà tao muốn lấy cột này, xong. Còn nếu mày muốn lọc bớt thì mày phải que. Đây là cái cơ bản mình đã học. Và bây giờ chỗ này bắt đầu câu chuyện. Nào, bắt đầu. Tôi sẽ cho cái câu ví dụ. Nào, lên đây bắt đầu nhìn. Where cột bằng value nào đó. Bắt đầu nhìn chỗ này. Where cột bằng value nào đó. Ta sẽ xét riêng. Dấu hòa thị. Làm sao? Nào. Cái mệnh đề where cột bằng một cái gì đó. Where một cái cột. Bằng một value nào đó. Cái này mình đã học rồi. Mình đã học. Ví dụ where năm sinh. Ví dụ như là y.chi. Ví dụ như là year. Tìm ra những sinh viên sinh năm 2003 chẳng hạn. Year của day of birth bằng 2003. Quá dễ. Where trọng lượng lớn hơn bằng bao nhiêu. Quá dễ. Được chưa? Vậy where cột bằng value thì cách viết thứ hai người ta coi, người ta có thể thay value này bằng một câu SQL khác miễn trả về một cell. À, where cột bằng một value khác. Mà bằng một value khác mà thay vì value đó là value cứng, ta lấy mẹ nó từ một cái cell khác. Cho nên cách này nó gọi là kỹ thuật viết một câu SQL theo kiểu hỏi gián tiếp. Đây là kỹ thuật viết viết cái câu SQL theo kiểu hỏi gián tiếp. Bây giờ sẽ chuẩn bị vào nha. Hỏi gián tiếp. Đừng quên cái bài này của tôi đang là tựa đề của tôi đang là single value giá trị đơn mà đang nằm trong mục gọi là subquery. Subquery tức là câu lồng. Cái câu bên trong này người ta gọi là cái câu lồng này. Thay bằng một câu khác miễn là value nha. Kỹ thuật viết theo kiểu hỏi gián tiếp và lồng nhau. Lồng nhau tức là câu này chứa câu kia, trong câu SQL chứa câu SQL, trong câu SQL chứa câu SQL khác. À, đây là một kỹ thuật không phải là gọi là nâng cao nhé, gọi là bắt buộc bạn phải biết. Thế rồi. Nào, bây giờ bắt đầu tôi vào cú đầu tiên. Còn cái vế này nữa này. Thì nãy giờ tôi đang ví dụ cái này trả về tập giá trị là một vế khác nữa. Tức là tôi còn đang bỏ lửng ở đây này. Mệnh đề where in một tập hợp giá trị là mình chưa nói, mình đang nói cái năng này trước. Thằng like thì không nói làm gì rồi, like nó so sánh kiểu kia rồi. Nào, bắt đầu. Chạy thử lại câu lệnh select sound from employee. Câu hỏi đầu tiên, liệt kê cho tôi những nhân viên ở London. Quá dễ. Câu số 2, liệt kê các nhân viên ở London, quê hay gì đó không cần biết, câu này viết được, dữ liệu rất dễ viết.
Ok, các nhân viên ở London. Đây, London là có 1 người, 2 người, 3 người và 4 người. Đó. Select from employees where? Đọc coi, ai đó đọc cho tôi where cái gì? Where city bằng London. Rồi, city bằng London. Câu này dễ quá, em chả còn gì thách thức thưa thầy. Câu này chưa có gì thách thức, em làm. 4 người. Câu hỏi số 3. Câu số 3 nha, nhìn kỹ nha. Tôi chạy thử lại câu này nè. Nhìn khỏi câu số 3, câu hỏi số 3 nó vui hơn. Và câu này chúng ta đã từng hỏi ngoài đời luôn, chứ câu hỏi này không phải là câu hỏi ngu ngốc. Những ai cùng quê, liệt kê những ai cùng quê với. Đó, bắt đầu câu hỏi khó này. Liệt kê cho tôi biết, liệt kê các nhân viên cùng quê với King Robert. Đó, câu hỏi này là câu hỏi khó mà mẹ nó khó, khó hơn rõ luôn. Câu hỏi này mà câu hỏi khó. Có khó gì đâu thầy, nếu mà nhìn dữ liệu em làm trả lời được ngay. Thầy nhìn kỹ nè, tao bình tĩnh được chút xíu nha. Tao để tụi bay lắc 30 giây để tụi bay bình tĩnh câu hỏi. Liệt kê các nhân viên cùng quê. Cái này nó tương đương câu hỏi trong đám sinh viên với nhau. Mày tìm đứa yếu mày cùng quê của mày đi. Ra đây là tao nói chuyện. Đó. Tìm đứa cùng quê mày đây, đứa đồng hương mày đây, đem ra đây nói chuyện. Khi mình nói câu đó, tôi nghĩ bản chất mình chưa biết quê thằng đó là thằng nào. Chưa biết, mà eo cần biết luôn. Nhưng mà cuối cùng mà vẫn tìm ra được cái thằng bạn cùng quê với hắn. Thế mới kinh. Thì cái câu này y chang vậy. Để kê cho tôi những người cùng quê với King Robert. Cái cách mà mình làm theo kiểu dò là mình chơi trò như sau. Suy nghĩ 30 giây nhé. Để bắt đầu tôi sẽ vào giải thích. Đây là một dạng câu hỏi gián tiếp đấy các bạn ạ. Thế nào là câu hỏi trực tiếp? Muốn để hiểu câu hỏi gián tiếp thì hiểu mãi câu hỏi trực tiếp vậy đấy. Câu hỏi gián tiếp nó hơi mơ hồ hơn so với câu hỏi trực tiếp. King Robert quê ở đâu vậy? King Robert quê ở đâu? London. Bài này là King Robert quê ở đâu? Rõ ràng mình nhìn dữ liệu này. Liệt kê những bạn cùng quê với King Robert. Và King Robert ở đây. À, anh chàng này sẽ thử gai King Robert. Mày là thằng nào? Dạ, em quê London. Em quê London. Vậy liệt kê, hóa ra câu hỏi này chính xác là tức là nếu nói theo cái dữ liệu tại thời điểm này, thì tức là liệt kê ra những anh chàng nào ở London thì nó ra câu này mày ăn được còn gì nữa. Không, nhưng nếu viết câu này thì câu này đọc tiếng Việt phải là liệt kê những ai đang ở London, vì where city của London. Còn câu của tôi hỏi dưới cơ, liệt kê những thằng cùng quê với King Robert, mình có thể cãi chày cãi cối rằng là thế tôi thấy, nhưng mà King Robert nó ở London thì em select những thằng ở London này đâu có gì sai. Kết quả thì đúng vậy, nhưng mà nó không trả lời đúng câu hỏi là đi tìm những thằng mà mang tính chất là quê của King Robert. Tức là quê với King Robert thì trong cái câu SQL này nó phải có chữ King Robert. Và trong cái câu này mình viết nó đéo có câu nào là mình có chữ King Robert. Và rõ ràng nếu mà trong dữ liệu nó dài rằng rạc, mà bây giờ mình nhìn ở đây, mình nhìn có 7-8 người, mình thấy được rõ ràng King Robert. Nhưng mà xui giả sử cái table này nó khoảng 100.000 dòng đi, mình đi tìm King Robert, mình sẽ không thấy gì bằng mắt để mình quyết định là where mẹ London. Cho nên về mặt lý thuyết mình phải đi where ra được anh King Robert đã, để mình tìm ra được cái quê. Và từ quê bắt đầu mới tính tiếp. Như vậy thì cái cách này nó phải là một cách đi vòng. Đó điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, giả bộ đi. Bây giờ giả bộ mà gọi là không phải là quê nữa, mà gọi là cái nơi cư trú. Nơi cư trú đi. Và sau này nếu bạn que trực tiếp London và sau này cái bạn King Robert, bạn không cư trú ở London mà bạn chuyển sang thành khác, bỏ chữ que đi thay bằng nơi cư trú, bằng cái nơi đang hiện ở, thì sau này King Robert nó đi sang tỉnh khác, sang thành phố khác, thì coi như cái câu bạn que mà London là sai, bởi vì hắn không còn ở London nữa mà hắn ở Paris chẳng hạn. Thì khi đó cái câu tìm quê những nhân viên cùng ở King Robert bạn viết thành London là sai, vì lúc đó bạn ấy đã chuyển sang mẹ nó Paris rồi. Cho nên phải viết như thế nào để thằng King Robert mày đi thành phố mẹ nào tao vẫn chạy đúng. Mọi người đang theo kịp tôi nói không ạ? Theo kịp không? Có. Và cuộc chơi bắt đầu. Vậy thì tôi đi tìm King Robert mày đâu đã? Tính
Rồi, select sound from employee. Where? First name. Mình biết là King Robert sẽ giả bộ bài này, King và Robert thì là chỉ có hai cái tên độc lập thôi nhá. Where? First name. Với dữ liệu này đi, giả bộ first name bằng Robert. À, bạn nhìn thử. Giả bộ cái dữ liệu này nó where được đúng ra anh thằng Robert đây, King Robert. Nó có một người King Robert thôi. Chứ còn nếu mà những người cùng quê với King Robert mà có hai ba Robert, King Robert, thì cái chuyện đó nó sẽ phải hỏi kêu kiểu khác để miễn là sao ra được cái quê của các anh chàng mà duy nhất để mình mới nói chuyện tiếp được chứ. Hai quê sao tính. Như vậy, King Robert thì giả bộ anh trong bài dữ liệu này mình biết có anh chàng Robert. Tôi coi như khách quan, tôi sẽ đi tìm xem thành phố của mày là gì. London đúng không? Ok, xem có đúng chữ London hay không đã tính. Như vậy nhìn này, select sound from. Như vậy, tôi lấy được cái bạn tên là King Robert rồi. Và quê của bạn là London. Rõ ràng. Xong, done. Nhưng mà nếu lấy như thế này thì của em đâu cần hết. Em chỉ cần quê của anh này thôi mà. Cho nên câu này tôi độ lại lần thứ hai. Và câu này tôi sẽ thay chỗ này bằng CD. Tức là thay vì lấy tất cả các cột, thì lúc này tôi lấy được một value. Một value này chính là London. London. Và tất nhiên sau này nếu bạn đổi tỉnh thì kệ bà bạn. Tớ chỉ biết là bạn không đổi tên thôi. Thì tớ luôn luôn lấy được quê của bạn là ở Paris hoặc London nếu bạn có đi đâu đó. Mọi người theo kịp ở đây không ạ? Trả lời. Rồi, mà câu này ngon rồi. Đáp án. Đáp án cho câu 3. Bắt đầu. Nhìn kỹ nha, bắt đầu. Dễ thương lắm, siêu dễ thương. Để kể tất cả các nhân viên cùng quê với King Robert. Rồi, câu này chắc chắn là phải câu đến đây đã. Liệt kê các nhân viên, quê. À, city. Con hỏi quê thì quê nào thì nó biết quê đâu, kệ bà mày thì cứ đưa quê vào, quê bằng quê của Robert. Ê, nếu tôi viết bằng tay thì tôi phải viết như thế này, quê quán của Robert. À, nếu tôi viết đúng chuẩn thì câu này mới đúng là where city là city quê Robert. À, where city bằng city quê của Robert. Đó, đây là câu viết kiểu lầy lội. Và chết mẹ rồi, câu trên thì ta đã lôi ra được city của Robert là London. Như vậy tao bè mẹ câu này thả vào đây là xong. Như vậy nó sẽ ráp đúng câu. City của Robert bạn là gì vậy? Ờ, tao không biết nhưng mà cứ lấy ra đi, lấy được city rồi. Ủa, city đó thì bây giờ tao que những thằng mà có city bằng cái city vừa lấy đó. Như vậy thì bê cái nguyên cái câu này xuống vì mày là một chữ London. Và nếu chỗ này mà nếu mình ghi cái này where city bằng London thì thầy Hoàng chửi bảo mẹ kiếp đây là đi tìm những đứa ở London. Câu này không thay bằng thay chữ London bằng chỗ Robert nó là ngon. Và câu đích đến của nó phải là như thế này mới đúng chuẩn cơ mẹ nấu. Bạn cần London thôi đúng không? Mày cần London thôi đúng không? Và câu này có đúng là London không? London rõ ràng và có chữ Robert. Cho nên B câu này thả vào. Vì nó là một value. Chữ C, city bằng. Nhưng mà viết thì viết đúng chuẩn. À, city lúc này phải đóng dấu ngoặc vào. Đóng ngoặc. Đóng ngoặc. Để nó làm ở cụ. Rồi dán cái câu vào. À, vậy câu này được gọi là câu subquery. Rồi, tôi sẽ viết xuống hàng một chút xíu để các bạn nhìn nhé. Where city, select where city bằng. Tao viết ở đây để cho bạn đủ chỗ để nhìn. City bằng một cái London. Tao cần London lắm luôn. Và mẹ kiếp thằng nào đưa cho tao chữ London là tao ngon. Và chữ London này nó xuất hiện trong câu lệnh select này. Vậy nó chỗ này where nó phải là một value. Cho nên tôi mới nói các bạn subquery là một value. Như vậy câu này đọc này. Where city bằng London nếu em cần. Và chạy riêng câu này đi. Mày có phải là London không? Có em London. Thì đéo mẹ city London là. Alo anh em theo kịp không ạ? Để có. Hay không? Hấp dẫn. Hấp dẫn không? Tao tin rằng cái này mà không thấy hấp dẫn thì bỏ mẹ ngành này đi. Vậy câu này đúng. Nhìn câu này đúng mẹ kiếp. Đi tìm những thằng mà city bằng city của cái thằng Robert. Câu này mới là câu đúng chuẩn. Còn câu trên này bố khỉ. Biết câu này là tìm những thằng ở London. Ủa mà em thấy vẫn đúng mà. Khác. Bây giờ thằng Robert nó sang Paris thì tao cá chúng mày tất cả những đứa tìm ở đây sẽ là Paris chứ éo phải là London nữa. Còn câu trên thì mãi mãi vẫn là London. Theo kịp đến đây chưa? Vậy thấy hiểu câu hỏi gián tiếp và linh hoạt chưa? Cho nên trong câu hỏi gián tiếp kiểu này, tôi gián tiếp tức là đéo hỏi trực tiếp London mà đi hỏi quê của cái thằng khác. Thì lúc này tao chấp mày quê đâu. Mày cứ đi tìm, mày lấy ra cái quê đi và tao que thêm cái đó.
cho nên tao chấp mày thay đổi quê thì tao sẽ luôn luôn tương thích theo, chứ không phải bị họ cốt cứng. Cái này gọi là họ cốt cứng London, còn cái này là họ cốt cứng cái người thôi, nhưng mà nó mình đang hỏi theo quê mà thì đâu ảnh hưởng gì đó. Vậy cái cú này người ta gọi là câu sub, sub tức là câu nằm trong một câu khác, subquery. Như vậy nó chỉ đơn giản như vậy thôi. À, vậy thì bạn đã biết cách rồi. Vậy câu subquery loại 1 tôi vừa chỉ các bạn, nó chính là câu dựa trên mệnh đề where khi chơi trên cột bằng một value. Đúng một value thôi nha. Còn nếu nhiều value là chuyện khác, tôi sẽ nói sau. Học từng bước một. Mọi người có thống kịp đến đây không ạ? Kịp. Dạ được ạ. Câu này cho 9 điểm rưỡi. Ở 9.9 điểm. Ủa tại sao 9.9 điểm? Đố đứa nào trả lời được tại sao câu này tao chỉ cho tao 9 điểm rưỡi mà tao 9.9 mà tao chưa cho tao 10 điểm. Không phải vì tao khắt khe. Phải loại cái thằng Robert ra luôn. Chính xác, tìm những đứa nào cùng quê với Robert thì bài này Robert, của mày là London mẹ rồi thì tìm tất cả những thằng ở London thì bao gồm mẹ Robert. Trời, tìm những đứa nào cùng quê thì cần chó thì nói cái thằng Robert. Đó, phải loại bớt cái thằng Robert này đi vì nó cũng là cùng quê, cùng là Robert, nó có cái cùng quê đó. Cho nên lúc này ta phải loại luôn. Trong kết quả vẫn còn Robert. Thì nó bị dư chứ không phải là sai. Thì về nguyên tắc là dư, bị dư. Tìm cùng quê thôi thì cần gì nói mình. Tìm cùng quê Robert thì không cần phải nói lại Robert. Robert. Như vậy thì cú này ta sẽ phải chơi trò gì? Ta phải loại bớt Robert thì mới được 10 điểm. Như vậy làm sao để ta loại Robert? Nào. Anh bạn vừa trả lời. Anh bạn vừa trả lời, anh bạn tên là gì anh bạn? Anh tên Ân ạ. Ân, mày học rồi à? Cơ sở dữ liệu thông tin là mày học rồi. Em mới mò ra luôn á. Em mới mò ra cái vụ mà nhét cho chó ngoặt của thầy luôn á. Mày mới mò hả? Dạ vâng. Mày có học trước không? Hay là trước bạn học hay kỳ này bạn cùng học môn database? Dạ không. Thầy là người đầu tiên dạy nói với em về SQL. Nhưng mà em cũng có tìm hiểu mấy cái XML kia là. Không, vì tôi tin rằng bạn biết cách bắt nhịp đấy. Tức là con cái câu trả lời là bạn biết như vậy là tốt nha. Bạn biết vậy là tốt đấy. Bạn bắt nhịp thì tốt đấy. Nha. Thì em thêm vào là and first name khác Robert. Đúng rồi, chắc chắn. Đó thì tôi biết là bạn làm được. Khi bạn đã phát hiện ra vấn đề khi tôi vừa nêu là coi như tôi biết bạn làm được. Cho nên mọi người cảm ơn ơn mày làm tốt đấy. Như vậy nhiên nhớ nha, mẹ kiếp đừng có quan tâm cái này, cứ giả bộ cái này nó giống như nén lại là chữ London thì mẹ Gare City bằng London thì lôi tất cả. Như vậy bây giờ em thêm chữ and. And thì sao? First name sao khác Robert. Có rất nhiều cách để loại thằng Robert. Nhưng mà đừng có suy nghĩ kìa. Về nguyên tắc bạn cứ tưởng tượng cái câu này nó nén lại cái chỗ này chính là Where City bằng London và cái tên không phải Robert. Câu này cứ đọc tự nhiên cho nên đừng bị xoắn não bởi vấn đề data hay Covid. Đừng có xoắn nha. Tuyệt đối không được xoắn. Phải nhớ là về mẹ nào ra đằng đó. Thằng này đơn giản mày chỉ là một cái value bố cần để so sánh. Còn bên trong mày phức tạp kệ con mẹ mày là một câu riêng. Bị đóng ngoặc kệ rồi. Không có tập. Như vậy Where City bằng London và first name mày là Robert. Hết. Như vậy lúc này loại trừ câu này mới là câu 10 điểm. Anh em thấy SQL hay không? Trả lời. Thì có. Hay đấy. Nó có cái hay riêng của nó. Đến đây bạn đã hiểu được câu select rồi. Vậy cái dạng kiểu này nó là dạng câu hỏi gián tiếp. Tức là thay vì liệt kê hỏi bằng người quê, liệt kê cho tao những đứa ở Bình Dương. Không, liệt kê cho tao những đứa cùng quê với mày. Đó, nó phải đi cú đi vòng. Vậy mày là quê ở đâu? Lấy ra trước. Người ta where như bình thường. Như vậy, cách này là cách có nha. Cách này là cách hỏi, người ta gọi là hỏi gián tiếp. Và bạn biết rằng khi hỏi gián tiếp thì bạn sẽ viết theo kiểu câu select lồng nhau. Nếu gọi là nested query hay là sub. Sub tức là thằng ở trong. Cho muốn biết nó chạy được hay không ấy, thì về nguyên tắc bạn phải làm từng bước một. Tức là bạn phải chạy câu này trước. Vô đen câu này. Mày ra cái mẹ gì? À, London. Cuối cùng hóa ra là where London hay là cái éo gì? Đó. Nhưng mà nó sẽ trả lời được câu hỏi. Ủa vậy sao thầy không quen London? Đã nói tao đâu có muốn đi tìm những đứa ở London. Tao chỉ tìm những đứa cùng quê với mày cơ mà. Tao quan tâm mày là mẹ đi quê đâu. Đó. Rồi, tiếp theo. Câu số 2. Yeah. Câu số mấy rồi? Đấy. Câu số 3. Câu số 4. Đấy. Thì quan trọng nhất ở cái chỗ này là khả năng cái dữ liệu. Và phải nhìn cái kết quả trả về luôn. Chứ không chỉ đơn giản là... bạn không chỉ đơn giản là nhìn những cái kết quả nó trả về không đâu, mà phải nhìn công kết quả trả về nó có phù hợp hay không. Đó.
Rồi, tiếp theo câu hack não tiếp theo. Thực ra nó chỉ có nhiêu đây thôi, sub query về mặt loại 1 là chỉ có một loại này. Thực ra nó còn nhiều loại sub nữa, nhưng mà tôi cũng sẽ không hack não các bạn nhiều hơn. Ít nhất là các bạn bắt đầu biết cách tự tìm hiểu thêm nha. Nhưng mà cơ bản là khó nhất là phần bắt đầu. Tiếp theo, câu số 4. Liệt kê các đơn hàng. Tất cả các đơn hàng. Dễ quá, không có gì lăn tăn. Tôi mồi trước cho các bạn để bắt đầu nhìn dữ liệu mình bàn được. Select sao from. Select sao from order. Sort hơn. Order by. Order by phrase. Descending luôn. Đây, cân nặng với đài có. Bắt đầu. Bạn nhìn thấy được cái đơn hàng. Ví dụ tôi lấy với con số cho dễ nhớ nha. Con số nào rồi đẹp. Tôi đang sort rồi đấy nha. Tôi đang sort dữ liệu theo đơn hàng rồi. Tức là đơn hàng đang sort theo cân nặng rồi đấy. Rồi tôi lấy cái con số 10.000. 10.000. Bạn nhìn cái con số 10.555. Để cho nó dễ nhớ con số 10.000, 3 số 5. Cái đơn hàng này trọng lượng của nó là bao nhiêu? Đơn hàng này trọng lượng của nó là 252 kg. Đó, nhìn kỹ nha. Cái đơn hàng 10.555 là trọng lượng của nó là 252 kg. 252.49. Rồi, nghe kỹ câu hỏi của tôi. 4.1 vẫn là trong những cái câu đó. Đây câu con của câu này, liệt kê tất cả các đơn hàng trọng lượng lớn hơn 252 kg. Liệt kê các cả các đơn hàng mà có trọng lượng lớn hơn 252 kg. Có trọng lượng lớn hơn 252 kg. Rồi, ai đã đọc câu này cho tôi? Chờ tôi xíu nha. Rồi, tôi xin lỗi các bạn, quay trở lại. Nào. Liệt kê các đơn hàng có trọng lượng lớn hơn 252 kg. Nó nghe vậy. Anh em mạng đâu rồi? Select sound from order where the rate lớn hơn bằng 252. Rate. Cảm ơn. Câu này dễ mà. Câu này có gì suy nghĩ đâu. Câu này hỏi trực tiếp. Mẹ kiếp mày cần bao nhiêu? Giờ em cần trọng lượng lớn hơn mày rồi quất. Câu này câu hỏi trực tiếp. 47 sao? Liệt kê các đơn hàng. Có trọng lượng lớn hơn trọng lượng đơn hàng 10.000 còn 5. À, cái mùi rồi đấy. Đây mới là cái mùi. Đây là cái mùi. Liệt kê các cả cái này là gọi người ta gọi là so sánh tương quan. Mẹ kiếp nói thẳng mẹ nó 252 chỗ lạnh. Đâu, bố đi hỏi một cái đơn hàng khác cơ. Mày đi tìm cho tao cái đơn hàng mà nặng hơn cái đơn hàng vừa rồi ấy. À. Nó cũng giống như đi tìm với tao những cái thằng mà cùng tỉnh với mày ha. Nó là cùng câu đấy. Cho nên bạn nào mà chơi que 252, tao trừ điểm. Đơn giản tao đâu có hỏi 252 đâu. Từ nãy giờ tao đâu có hỏi 252. Cái câu này tao éo hỏi 252. Mà tao biết thừa rằng đơn hàng 10.555 là 252. À. Và đến đây thừa thắng xong lên. Anh em đã biết cách chơi với cái dạng này rồi. Anh em đang bắt nhịp kịp không ạ? Trả lời. Được kịp thôi. Tao vẫn hỏi trọng lượng. Nhưng mà tao éo hỏi cụ thể. Tao hỏi qua một cái trọng lượng khác.
có một đơn khác. Nếu mẹ như vậy việc của mình bây giờ là phải đi tìm đơn khác. Mày là bao nhiêu đã thì mới tính tiếp được. Ok. Nếu đã quen rồi, anh em nào đọc dùm thầy Hoàng. Dạ, yeah, select sao from. Không suy nghĩ. Cứ để dành đây. Chỗ này cấm nha, chỗ này phải là cái con mẹ gì đó. À, ghi chú của cái đơn hàng. Lớn hơn 10555. Ok, lớn hơn. Ừ. Nói chung của một cái đơn hàng. Rồi, tiếp tục đọc đi. Dạ, mở ngoặc. Select. Xuống hàng cách nha, cho dễ đảm bảo đến lúc mà nó giật cấp vào nó đủ chỗ. Viết cho nó đủ thì nếu viết theo đúng phong cách lập trình, tức là đóng mở cho nó đủ đi thì nó sẽ không sợ thiếu nha. Cái lá hồi nó thiếu tự lừa là mệt, không biết được nào gỡ đâu. Yeah. Tiếp tục. Yeah, select freight. From đi, để cho dễ nó sổ ra mày. Yeah, from order. Order, để cho nó sổ trước cái đã. Tiếp tục, nó vào đây thì nó mới ra, dễ nó sổ. Sao? Yeah, freight. Freight. Ừ. Sau cái order là where? Từ từ, chờ xíu. Freight. Sao? Yeah, where? Where? Nói, order where ID. Đi. Bằng 10555. Bắt nhịp rồi, tôi nghĩ các bạn bắt nhịp rồi. Mẹ kiếp, tôi hỏi đơn hàng này mày trọng lượng bao nhiêu? 1055 mà mày muốn so sánh với 1055 thì Phong phải đi tìm 1055 là cái con mẹ gì gì đấy. Trọng lượng lớn hơn trọng lượng 1055. Như vậy ta phải đi tìm trọng lượng của 10555. 252. Và nói chung nó ráp lại phần còn lại thì đéo mẹ là mày lớn hơn. Nhưng câu này mới là câu được 10 điểm. Còn câu trên là câu đi tìm thằng nào 252. Còn câu này so tương quan với trọng lượng cũng là 252 nhưng lại tương quan nó là cái câu chuyện của thằng kia. Nên cái rule này bạn quá quen, cũng là 47 dòng như bình thường. Tôi tin rằng các bạn đã bắt nhịp. Tuy nhiên, bài này nó lại bị cái hiện tượng gì nhỉ anh em Giang Hồ? Bị cái gì? Nó chữa cái 1055. Xuất hiện luôn cả 10555. Vì mình có dấu bằng. Có đúng không? Có dấu bằng không? Có dấu bằng. 1055 đây. 47 dòng thưa thầy, tao đâu có lừa đảo và tự nhiên xuất hiện vì bằng mà. Nên hoặc là mình chơi lớn hơn, không như đầu hỏi nó bắt đầu có trọng lượng lớn hơn hay bằng đi, lớn hơn hay bằng. Thì khi đó cái làm khó ở cái chỗ là mình đừng lấy mình, đừng lấy chính mình xuất hiện lại. Như vậy câu này sửa lại. Độ thêm, em biết cái gu của thầy rồi. Như vậy cuối cùng chẳng qua phrase lớn hơn 10252. Gì nữa nhỉ? And sao order ID sao not bằng 1055. Như vậy đến đây là tao lấy được tất cả có cả 1055 nha. Như vậy cái tưởng tượng phrase lớn hơn bằng 252 và đồng thời đơn hàng này bị loại ra. Như vậy còn 46. 46. Anh em theo kịp chưa? Dễ thương không? Thấy SQL dễ thương không? Nào. Có. Bài tập về nhà, một vài câu ngắn thôi nha. Bài tập về nhà dành cho tất cả các bạn học lớp của tôi. Các bạn sẽ gửi vào trong email cho tôi nha. Vì tôi chưa thiết lập cái phần LMS cho các bạn. Nhưng mà còn những bạn khác thì cứ thích thì cứ làm bài tập về nhà. Các bạn viết cho tôi những câu SQL. Các bạn sẽ deadline nộp ha. Deadline. Hôm nay là ngày 21. À, nhưng mà ngày 1 rồi mình gặp rồi, đúng không? Như vậy deadline là 23 giờ đêm mai. Các bạn viết cái này nhanh lắm, làm cái để mình quen thôi. 23 giờ đêm mai, tức là 22 giờ 00 ngày 22, tức là khuya mai, tháng
9 5 20 21. Rồi, gửi cái email bằng NT 2a@fpt.edu.vn. Rồi, những bạn nào học lớp thôi nha. Còn những bạn khác thì thôi, không cần các bạn hưởng viết, các bạn cứ thực hành thôi. Thì đằng nào cái gì đó tôi cũng sẽ chữa trên lớp một chút nhé. Bởi vì sợ spam mail thôi, chỉ dành cho lớp của mình làm. Mọi người nghe kỹ chưa ạ? Câu số 1, liệt kê các đơn hàng được liệt kê. Thứ nhất là liệt kê danh sách các công ty vận chuyển, vận chuyển hàng. Câu số 1. Câu số 2, liệt kê danh sách các đơn hàng được vận chuyển bởi công ty 1, công ty giao vận. Có mã số là 1. Cái table mà Shipwire ở bên có rồi đấy. Liệt kê danh sách các đơn hàng được vận chuyển bởi công ty giao vận. Có tên Speedy Express. Trong đó có công ty tên là Speedy Express đó. Nó có cái công ty đó đấy. Rồi, liệt kê các danh sách các đơn hàng được vận chuyển bởi công ty Speedy Express. Liệt kê danh sách các đơn hàng vận chuyển công ty có Speedy Express và trọng lượng từ 50 cho đến 100 pound. Cái đơn hàng vận chuyển công ty giao vận này mà lại có cái trọng lượng từ đó. Câu số 5. Câu cuối thôi. Liệt kê các mặt hàng, liệt kê các mặt hàng cùng chủng loại. Cùng chủng loại là cái table category ấy. Và table mặt hàng, dữ liệu nó ngồi nó phân mảnh nha. Với mặt hàng Philomix. Câu này nó hơi hack não thế. Philomix. Chờ bố xíu. Rồi, câu cuối cùng. 6 cái cho nó là lọc. Liệt kê các nhân viên trẻ tuổi hơn nhân viên Janet. Câu này câu hỏi toàn là hỏi gián tiếp, hầu hết là hỏi gián tiếp, bạn tự hiểu rồi. Những ai trẻ hơn mày vậy? Hỏi một câu vậy thôi. Tức là bản chất mình tìm được những người trẻ hơn thằng này mà mình éo cần biết tuổi thằng này. Chơi vậy. Chứ còn những người nào trẻ hơn 50 tuổi hay trẻ hơn 30 tuổi thì câu chuyện nó quá dễ đối với mình rồi. Alo, anh em có đang theo kịp ý tưởng của tôi không ạ? Dạ có. Rồi, bạn có thể chụp màn hình lại. Đó, để mình thực hành. Bên nhà thực hành. Nhắc gửi mail cho tôi. Deadline như vậy. Thì cái kế hoạch của chúng ta là bữa tới chúng ta sẽ làm thêm một cái câu shop nữa. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang cái phần mỗi aggregation, tức là cái hàng gom nhóm. Gom nhóm xong thì tôi sẽ đi vào trong cái phần gọi là choice. Ví dụ tích đề các rồi cái thứ này nọ. Thì bạn hiểu được những cái phần cơ bản này thì bắt đầu đến choice nó chỉ cần kết hợp thêm cái phần table nữa vào thôi. Nhưng mà còn nó toàn bộ những phần vừa tôi giảng nó sẽ dùng lại hết cho choice. Cho nên tại sao tôi lại chơi cái trò làm ngược giảng ngược, tức là tôi không có giảng choice sớm. Tức là bạn, một số bạn nói là có rất nhiều table, sao thầy không có cái nối table với nhau vội. Không, tôi làm những phần này nó quen trên một table xong. Thì lúc cái choice nó chỉ cần nó thể tổng hợp lại thành cái table lớn. Thì mọi bộ table lớn thì các lệnh để where, các mệnh để sub xếp các thứ nó lại dùng lại y chang. Cho nên nếu mình hiểu trên một cái table thì lúc đó mình sẽ dễ dàng hiểu hơn trên nhiều table. Vì nhiều table cuối cùng nó gộp lại thành cái table lớn.
thì table lớn cuối cùng bạn phải quay lại tất cả những cái điều mà tôi vừa minh họa. Thì đây là một cái cách mà tôi giảng, thì hy vọng các bạn cũng có thể thấy rằng đó là một cái cách giảng nó hơi khác biệt một chút xíu, mặc dù cơ bản thì kiến thức SQL nó cũng như nhau, nhưng mà mình đi trọn vẹn trong một table để mình hiểu, rồi sau đó thì bắt đầu mình mới đi sang nhiều table, thì tôi cảm nhận nó sẽ dễ hình dung hơn. Đấy là theo cách của tôi. Tất nhiên nếu nó không ổn thì cũng feedback cho tôi để các bạn có thể có được cái cách tiếp thu tốt nhất. Thì hỏi mọi người có câu hỏi thắc mắc gì không, và cái cách giảng và tốc độ giảng như này thì có được hay không ạ? Dạ thầy, dạ, cho okay. Em hỏi là mình chụp kết quả mình nộp qua hay là mình nộp file SQL thầy? Nộp có file SQL các bạn, nộp file SQL nha. Ừ. Bạn phải gõ ra mà, chứ bạn chụp làm gì? Bạn chỉ cần nộp tôi cái câu SQL được rồi nha. Ừ. Ổn không? Học kiểu này ổn không ạ? Thưa anh em. Dạ ổn. Dạ được ạ. Có gì cần comment feedback gì không ạ? Dạ không. Dạ không ạ. Rồi, cảm ơn mọi người. Bây giờ tôi sẽ stop video và mình sẽ quay sang cái phần thông tin về điểm danh. Nhưng mà tôi cũng dặn trước là khi học database nó rất nhức não nha. Nó nhức não theo kiểu riêng, tức là cứ bị xoắn quanh cái data. Tôi nói trước, học 2 slot nó rất căng thẳng cho ngày thứ 3. Tất nhiên ngày thứ 5 thì mình 1 slot thì nó đỡ. Tuy nhiên tôi dặn trước là nó sẽ rất xoắn não. Tức là bạn sẽ còn thấy xoắn nữa trong những cái phần SQL phía sau và phần thiết kế. Cho nên làm ơn là trước khi đi học cái môn này thì phải gội đầu cho nó tỉnh táo. Cái đó tôi nói thật sự, riêng cái môn này là cần phải có cái gội đầu. Vì nó bị cứ vòng vòng trong data. Đây là cái dạng mà data mình chưa làm vào data vòng đâu. Nó còn data vòng nữa, nó còn điên. Cho nên phải thực sự tỉnh táo, phải ngủ đủ giấc thì học database thì nó mới thấy hiệu quả. Không phải vì tôi muốn nói nó là hay hay nó khó, mà nó cái lý do nó là nó nhìn data không à. Cho nên rất dễ bị hại não. Bạn thấy cái câu SQL nó cứ vòng vòng như vậy. Cho nên nhớ nha, ngủ đủ giấc thì mới học cái này nó mới tỉnh táo và mới thấy được độ đẹp của xử lý data. Chỉ xử lý data thôi. Và những cái câu SQL này về tương lai bạn sẽ nhồi nó vào trong code. Bạn nhồi nó vào trong code và nó lấy được data về trên cái code Java của các bạn, mà lúc đó bắt đầu bạn chơi trình bày ra trang web thì đó là cái vế của bên lập trình. Tất nhiên nó còn mức độ cao cấp hơn được của lập trình nữa là bạn khỏi cần viết câu SQL này, thì nó vẫn có cái cách về cái tool, nó có cái ngôn ngữ lập trình, nó sẽ tự động nó convert thành câu SQL cho bạn, nhưng mà cái logic phía hậu trường cuối cùng vẫn đều phải là câu SQL, câu SQL. Và đây mới mình nhớ chỉ học câu lệnh select, và select vẫn là cái khó nhất, và những câu còn lại nó rất dễ, học rất nhanh. Cho nên đấy là điều mà tôi cũng trấn an các bạn để biết mà cần sự kiên nhẫn và ôn bài cho nó kỹ và cho nó khéo. Rồi, cảm ơn cộng đồng mạng. Tôi dừng video rồi để sau đó điểm danh. Cảm ơn mọi người. Video tôi sẽ post lên sau nhé.